Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay mình đang trên đường Lý Thường Kiệt. Thời tiết mát mẻ, nắng sáng nhẹ nhẹ, thật tuyệt vời cho anh em có ngày làm việc đầy năng suất. Đến kho thì xe tải trong buổi vận chuyển piano hôm nay cũng đã có mặt sẵn sàng cho video giao piano cơ Yamaha U1E và U2C về Vũng Tàu. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Phía trước các bạn chính là piano U1E, cây đầu tiên trong số 3 cây được chuyển vào bán tải ngày hôm nay. Đang được 3 nhân viên cùng nhau khiêng lên xe đẩy, chậm chậm dùng lực lên dốc từ kho ra phía ngoài trước khi đưa vào thùng. Anh em cùng ngắm nhìn vẻ sang trọng trong thiết kế được nhà Yamaha đem vào U1E nhé. Đầu đàn bọc cạc tông cẩn thận, xe tải nâng bững lên và các anh đẩy đàn vào. Cây U1E đầu tiên đã xong, tất cả các cây piano cơ đều được vệ sinh và bọc ni lông cẩn thận từ ngày hôm qua để giữ được vẻ thẩm mỹ cao cấp của đàn, tránh bụi rơi vào các khe, rầy chóc sơn và thấm nước do trời mưa. Yamaha U1E có thiết kế hiện đại, chất âm trong và ấm, phù hợp cho người mới bắt đầu học nhạc piano là một sự lựa chọn hàng đầu. Với những không gian nhỏ gọn được làm bằng gỗ tự nhiên theo công nghệ Nhật Bản đem đến độ bền cao. Cây thứ hai được tìm đẩy ra phía ngoài, cả đội dùng xe đẩy lên dốc cho dễ dàng nhằm bảo quản piano được tốt nhất. Thì trước khi lên xe, lớp ni lông mới được tìm bọc thêm rất dài, tránh sơ sót vì ni lông không đủ, đàn sẽ bị vô nước và mất đi vẻ đẹp nguyên bản. Băng keo để quấn cố định ni lông, piano được cả đội nâng và đẩy vào trong xe. Chiếc Yamaha U1E cuối sẽ được đội mang ra ngoài như hai cây trước, vẫn quấn thêm nhiều vòng ni lông và cố định băng keo trước khi được đưa vào xe. Anh em có thể thấy được quy trình làm việc đầy nghiêm túc, tập trung đem đến khách hàng những cây piano chất lượng nhất, kỹ càng trong công tác đóng gói. Vì Minh Phụng hiểu được rằng piano cơ không chỉ là món nhạc cụ giải trí mà còn là bộ sưu tập giá trị vô cùng lớn của người chơi. Đàn đã được team cùng nhau đưa vào thùng xe. Mời các bạn đến với một cây piano cơ khác của nhà Yamaha nha. Piano Yamaha U2C đàn được đem ra bằng xe đẩy, cả đội cùng nhau đưa đàn lên dốc ra phía ngoài. Piano sẽ được bọc các đầu đàn bằng cạc tông và quấn nhiều lớp ni lông rồi cố định băng keo cẩn thận trước khi cả đội cùng nhau đưa đàn vào thùng xe. Thiết kế đàn với các chi tiết cải thiện hiệu suất âm, tăng độ mạnh mẽ và độ bền của đàn. U2C sở hữu màu đen bóng nổi bật, bền đẹp theo thời gian, phù hợp cho nhiều không gian khác nhau. Sự cân bằng âm thanh và kiên cố của bản cộng hưởng và khung kim loại trước sức căng của dây. Và cây U2C cuối cùng trong tổng số 5 chiếc piano cơ U1E, U2C lên đường đến đại lý tại Vũng Tàu. Cả team phối hợp để nhanh chóng hoàn thành những bước cuối cùng. Với những thanh niên lành nghề chuyên nghiệp của team Minh Phụng Music thì anh em khách hàng hãy yên tâm, vì những chiếc piano cơ đến với bạn sẽ luôn mang vẻ đẹp tinh tế nhất. Toàn bộ 5 cây piano được rạng dây dù cố định, còn lót thêm nệm dày để tránh rung lắc, giảm tối đa những tác động trên đường có thể ảnh hưởng đến đàn. Bắt tài đóng cửa và cẩn thận cài chốt khóa của thùng tải, chuẩn bị khởi hành thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này, hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.